Hello cả nhà, tiếp tục chuỗi series về phần review loa thì hôm nay loa tâm biệt bên mình sẽ review cho các anh chị một mẫu loa CBZ ở lớp 3 tấc có model là CBZ-Z9 nha cả nhà. Mẫu loa này thì vẻ ngoài của nó nhìn khá là thanh nhã, nó được thiết kế bằng thùng gỗ và một lớp đệm can giả gỗ nha cả nhà, và mặt trước của nó là bằng sắt màu đen, nhìn khá là sang. Mẫu loa này thì so với mẫu loa 109 CBZ-109 nhé, thì 109 thì nó nhìn nó mạnh mẽ hơn, còn loa này thì nhìn nó thanh nhã và sang trọng hơn nha cả nhà. Loa thì nó sở hữu hai micro VFF đây nha cả nhà, hai micro và ba tắt. Còn về chất âm á thì mình cảm thấy chất âm nghe nhạc của này khá hay, còn hát karaoke thì thực ra là tạm ổn nha cả nhà. Thôi, tại vì bên mình thì đang bán mẫu loa này với giá là 2.390.000. Rồi bây giờ sẽ test karaoke cho các nhà nghe thử chất âm của mình nhé. Alo. Mới sắp tươi quê ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay nga nghi cành lúa chua bông, bờ đê đồng sướt hơn mơ, trời xanh nhờ như chim ca liễu lo tung tăng ngàn mai trăng hoa. Ơi hoa ơi em ơi, anh ghé thăm chung đây một lần, mời anh quê về nhiều em nhanh các nhanh đua thơm ngang hương hai mùa. Rồi, mọi người chắc âm thấy chắc âm như thế nào ạ? Nếu mà có thắc mắc gì thì bình luận xuống bên dưới nhé. Rồi bây giờ em sẽ review cho anh chị về các phím chức năng của con loa này. Rồi em sẽ giới thiệu cho anh chị cái bông mạch của con CBZ-Z9 nha cả nhà. Nhìn này nó cũng đơn giản như mấy con CBZ khác thôi. Rồi, ở bên trên mô gồm có cảm đèn LED này, nút chỉnh Bluetooth, ghi âm, Priority Ultimate Mix, nút lới, nút vô, nút dừng. Rồi, đây là hệ thống nút của nó nha. Rồi, ở bên dưới bao gồm có cổng cắm USB và cổng cắm thẻ nhớ nè, loại nhỏ. Rồi, bên dưới bao gồm có nút volume, bass tape của nhạc. Bên dưới nữa bao gồm có nút echo và âm lượng của micro. Cuối cùng là cổng cắm micro nha cả nhà, cổng cắm thêm một micro nữa. Rồi, nút cổng nhỏ nhỏ đây là cổng kết nối với ắc quy để sạc và miễn thị pin luôn. Cái trên bao gồm có cổng kết nối bình điện phụ 12V, hay để mọi người đi chơi cắm vô xài luôn nha. Rồi nút nguồn mặt tắt để. Rồi hết rồi cả nhà, mấy đơn giản thế thôi. Bây giờ em sẽ test nhạc cho cả nhà nghe thử nhé.